Mực dẻo 3 nắng à? Mình phơi 3 nắng trong vòng 8 đến 10 tiếng. Sau đó thì mình sẽ đóng gói vào size này là loại 1, 6 con 1 ký. Cũng là một gợi ý. 3 miếng đó, 3 miếng cho 3 đứa thấy không? Chứ Thảo, Thảo ăn lắm. Một mình con hay là 3 người? Một mình con. Một mình. Một mình. Bây giờ nhường qua cho bạn Diễm giới thiệu chứ. Xin chào tất cả các bạn trên kênh của Ánh Cua. Thì hôm nay thì bạn Ánh Cua đã mua hải sản bên Diễm và đã mua, ủa trước cũng mua mà. Mua nhưng mà quan trọng là mua xong rồi lại còn mời Diễm sang ăn nữa các bạn ạ. Thì mình vừa bán mà lại vừa được ăn ké nữa thì phải tranh thủ qua đây luôn. Phải nói là hôm nay thì bạn Ánh Cua chuẩn bị rất là nhiều món luôn. Mà có con bạch tuộc này là để nguyên con này. Hôm trước là mình đã ăn sashimi rồi thì không biết là hôm nay bạn Ánh Cua dự định làm món gì đấy. Ánh Cua bữa nay chuẩn bị một cái nồi lẩu bạch tuộc sẽ nhúng lẩu giấm. Nhưng mà nước lẩu giấm này là nước dừa tươi nha. Dừa có nước dừa tươi tốn 2 trái dừa đó Diễm. Vậy thôi mình sẽ gửi tiền 2 trái dừa nha. Bạch tuộc mình không cần lấy tiền lại nữa, tự nhiên lấy 2 trái dừa làm gì phải không? Thật sự là bạch tuộc này là dòng chuyên để ăn sashimi nha các bạn. Các bạn chỉ cần rã đông, thái mỏng là chấm với lại nước chua Nhật và wasabi là ok rồi. Nhưng mà rất là cảm ơn bạn Ánh Cua đã làm một cái kiểu như là giới thiệu thêm cho đa dạng cái loại hải sản mà Diễm bán. Thì hôm nay là nhúng mẻ là mình cũng làm rồi này, xào cũng làm rồi. Thì hôm nay bạn Ánh Cua lại gợi ý thêm cho mình và khán giả một cái món nữa là nhúng giấm. Thì thật sự là rất là cảm ơn bạn Ánh Cua, có tâm dễ sợ luôn các bạn. Tại vì thấy Diễm quay một cái clip đầu tiên ở dưới quê á là nhúng nhúng mẻ. Đúng rồi, lẩu mẻ, nhưng mà Ánh Cua không muốn đụng hàng. Hôm nay mình nhúng lẩu giấm. Rồi con bạch tuộc này mua này, con này cỡ 2 ký. Con này là 1 ký 8. Con này là 1 ký 8 nha các bạn. Thì giá cho Diễm xin 30 giây giới thiệu luôn. Bạch tuộc bên Diễm là giá 720.000 một ký. Size từ 1 ký 6 tới 2 ký rưỡi một con. Sao con? Bị nhìn thấy nhìn lâm lâm luôn. Sao? Nhìn cười tiếu, không nói gì luôn. Này, con ăn cái này bao giờ chưa? Vậy hả? Nhưng mà thấy bắt mắt không? Ok không? Xứng đáng đồng tiền bắt gạo không? Xứng. Nuôi. Tại vì đâu có trả tiền đâu. Hồi nãy là mới mua cho một ly trà sữa uống đó các bạn à. Mua trà sữa nên là chắc là thấy hải sản của Diễm bán là cũng nịnh khéo đó. Ok, ngồi quay xong quay nhiệt tình thì một xíu nữa cho một ly nữa nha. Rồi uống một ly thôi. Con nói mạnh dạn lên. Cứ mạnh dạn lên đi, sau này con tự nhiên bỡ ngỡ. Biết vậy? Sao? Tại vì hai bên là hai cô gái đẹp. Bị khớp. Đây. Cái này thì chắc là bây giờ mình sẽ thái sẵn luôn đi ha. Cái sẵn rồi ra. Nhúng mới để còn cái món này nữa. Gì? Bào ngư Úc. Ánh Cua là mua bào ngư Úc. Cu Thịnh rất là ghiền ăn món này nè. Vậy hả? Một lát ăn ăn rồi nhìn nó ngon luôn á. Vậy hả? Nó khoái lắm. Thích cái này lắm hả? Dạ. Vậy mai cô cho 1 ký nha. Tôi hứa nha. Nếu mà hôm nay mà nếu mà Thịnh thích thì nhất định là tại vì hôm nay là bé Thịnh là có dịp được quay cùng với bé Thịnh nên là thích thì hôm nào là sẽ gửi tặng, chỉ cần alo một phát là cô sẽ ship qua, không tính tiền ship luôn, không có số điện thoại. Kêu cô Ánh nha, kêu cô Ánh. Hôm nay bỡ ngỡ không nói gì được luôn á, sao kỳ vậy? Bị khớp. Không phải, không phải, tại hai cô nói nhiều quá. Rồi cắt đi để cái nồi nó
rồi lẩu giấm này anh cua có để củ hành tím rồi hành tây để cho nó ngọt nước, mà quan trọng là cái nước dừa xiêm á là nó cũng đã ngọt nước rồi. À, cái con bạch tuộc này á là các bạn rã đông á thì đừng có ngâm nước nha, ngâm nước rồi nó sẽ bị lạc. Nên là hàng này nếu mà ví dụ như là buổi trưa mình ăn á thì sáng mình để ở ngoài cho nó rã đông tự nhiên luôn. Ừ. Hoặc là khi mà mua về á, nếu mà bạn anh cô ví dụ như là nhà ít người đi mà ăn không hết á, nhà đông người đó, nhà bên này đông đông người ăn một phát rồi hết luôn hả? Một phát rồi hết. Trong trường hợp á mà các bạn muốn chia thành nhiều khẩu phần ăn á thì khi mà mua về á thì các bạn chỉ cần khi mà nhận được hàng á chỉ cần dùng cái dao bén thôi, để ở ngoài khoảng 30 phút là các bạn cắt á là nó rất là dễ luôn, chứ không phải là cái dòng mà mình cái loại mà mình hay để tủ đông mà nó cứng ngắc như đá đâu. Cái dòng này nó rất là dễ cắt. Sau đó mình chia rồi mình cắt cấp đông, ăn bao nhiêu thì rã bấy nhiêu thôi. Cái này là anh cua cũng rã đông tự nhiên đó, nhưng mà mua một cái nó là nguyên con nha, không phải là râu không đâu. À, ok không? Quá ok luôn, nhìn mặt thích nha. Đây các bạn còn cái sở thịt này, bây giờ là mình có thể ăn sống chấm với chấm mấy nước tương á, có sashimi luôn, nhưng mà thôi nhúng lẩu giấm đi. Có cái nắp nữa. Thịt đã chưa? Cái này mình dùng dao bén một xíu ha. Ok chưa? Dao bén lắm nha, cái dao mới mua đó. Cái dòng bạch tuộc này á là mình ăn sashimi. Chính vì vậy mà khi mà các bạn nấu hay là nhúng hay là hấp hay là nướng gì á, mình chỉ cần thái mỏng và làm nhanh qua thôi. Cái này mà nấu lâu á là nó sẽ bị dai, nó mất ngon, nó mất ngọt đi. Đó, mọi người coi cái sở thịt. Một cái loại mới cũng đâu đây. Tranh thủ các bạn ạ. Cho nên là mang qua để món này là chiên ăn cực kỳ ngon luôn. Cái này là mực một nắng hả? À, cái này phơi dẻo phơi 3 nắng lận á. Mực câu 100% ở Bình Thuận nha các bạn. Và phơi loại này là size 1 luôn. Mình dòng này là dòng cao cấp mà mình đang chuẩn bị để bán cho thị trường Tết. Giá là 880.000 một ký. Hàng cực kỳ ngon, không ngon không lấy tiền. Rồi cắt bạch tuộc đi. Cái này ánh cua nghĩ là chắc chiên nước mắm ăn nó sẽ ngon hơn. Chứ chiên vàng hơi thôi là chấm cực kỳ ngon chấm luôn. Chấm tương ớt ha. Chấm tương ớt. Và bên Diễm cũng có một cái loại muối ớt xanh và muối ớt đỏ nha. Giá 25.000. Bây giờ ánh cua đem vô mình chiên nước mắm, lát mình sẽ giống như ăn để tráng miệng á. Bây giờ tại vì nhiều đồ ăn quá cái bàn này nó hơi chật, để không đủ những hải sản của Phan Diễm luôn. Bào ngư Úc, bào ngư xào với lại nấm đông cô. Hành này. Rồi bắp. Bào ngư này thì làm món sốt dầu hào cũng ngon nữa. Nhưng mà ánh cua ăn bào ngư thôi. Cái bào ngư này là 1 ký là ánh cua mua 2 triệu và Hàng Diễm không có bớt một đồng nào nha các bạn. Receipt. À, đúng rồi, tại vì hóa đơn gần 5 triệu mà không receipt đục cho phù mỏ. Receipt mà bây giờ sao hôm nay lại còn sang đây ngồi phục vụ cắt bạch tuộc rồi phục vụ này kia nữa. Đó, không bớt phải lấy cái công làm lời chứ. Sao con? Hôm nay là Thịnh hình như là kiểu là uống một ly trà sữa hồi nãy giờ rồi, cho nên là kiểu là đầy hơi, đầy bụng rồi đó. Giòn hả chị? Mà cái này nó khác gì với bào ngư hàng đó? Tất nhiên là thứ nhất là về size, bào ngư Úc thì nó sẽ to hơn này, giá trị dinh dưỡng của nó cũng sẽ cao hơn này, cái chất thịt nó cũng dày hơn nữa. Nói chung là tiền nào của nấy nha các bạn. Và đặc biệt là bào ngư Úc thì được đóng hộp rất là đẹp. Đây cho mọi người coi cái sớ thịt nữa này. Cái hộp á, tới lúc mà ảnh cua nấu á là nó bị thấm nước cho nên nó rách te tua rồi, không có quay được. Không quay hộp được. Giòn ha. Giòn. Nhưng mà dinh dưỡng chắc nó sẽ nhiều hơn. Tất nhiên là. Cái con nó cũng to luôn. Cô hôm nay xào ngon ghê á. Ăn nấm đông cô nè con, để lúc ăn cái bào ngư. Hải sản này thì xào để ăn cơm hoặc là bình thường là bên Diễm hay bán chạy, nhất là bào ngư mà hai người hay mua với hải sâm hoặc là còi sò điệp về để nấu cháo á. Nấu cháo hoặc là làm món sốt với dầu hào. Nhưng mà bào ngư này ngon thì cũng có ngọt mà nó giòn. Cái độ giòn nó mạnh hơn á. Mua cái này ăn đáng không tiền á. Con ăn bào ngư này con thấy ăn giống cái gì? Giống gì mà mình hay ăn á. Giống món gì? Phải lấy bạch tuộc
không nhớ được luôn. Nhiều món chắc phải nấu rồi bữa năm tư trời bảo ngư 2 triệu 2 triệu một ký đó trời. Đây cho mọi người xem cái bạch tuộc này, mọi người thấy cái lát thịt của nó đã chưa. Bình thường đó là size trung bình mọi người hay mua đó là size 2 ký, nhưng thử là khách của Diễm họ rất là thích size to, hỏi con 3 ký 4 ký không mà thực sự là bên Diễm không có size đó, 2 ký rưỡi là hết đát rồi, to lắm là tới 2 ký 6 2 ký 7 rồi. Nhưng mà cỡ nào ăn sẽ ngon hơn? Thật ra chất lượng nó như nhau, nhưng mà khán giả của mình được cái là rất là giống mình ở cái chỗ là thích siêu to khổng lồ, cứ thích dòng nào to ấy. Đây, nhúng vào, nhúng vào. À, mình có cái vá mình múc nước, hôm nay là không ăn bún luôn á, chỉ có ăn hải sản thôi đúng không? Hải sản thôi, ăn hải sản là để no luôn. Tranh thủ múc cho con không lát hết á. Đây đây đây, cô bỏ vô cho. Nó cái nước nó ngọt chứ nó chưa có chua mạnh ha Diễm. Phải chua thêm một xíu nữa đúng không? Để lấy dấm chỗ vô đi. Không, còn cái này là ngày mai nấu cái khác chua hơn. Còn nay ăn đỡ cái này đi. Thật ra là cái này á, ai mà thích ăn sashimi thì kèm thêm một xíu chanh này, xong rồi chấm với nước tương nó đã là ngon rồi. Chứ cái dòng này thì nếu mà nấu thì vẫn lưu ý mọi người là nấu nhanh ấy, nếu không mà nó sẽ bị dai, gấp á hay ha. Bỏ vô luôn hả? Hết luôn hả? Đấy, giờ chia ra, để mất công Thịnh ngồi chờ này. Trời ơi. Có rau cầm tàu vô là thấy nó dậy mùi. Mọi người thấy là bỏ vô nó quắn quéo vậy là gấp ra ăn được rồi nè. Wow. Siêu phẩm của Diễm đã ra. Hấp dẫn quá vậy. Cái này là cô chiên là vừa thôi. Thật ra là chiên vàng hơn một xíu nữa nó còn giòn nữa. Ăn thử luôn đi, thật sự luôn. Mình rất là tự tin với cái dòng mực dẻo. Gấp luôn đi, không cần đổ ngược lại đâu. Ăn chừng nóng nha. Tại vì thường cái rau nó sẽ giòn. Không, mực bình thường cái thịt cũng vẫn giòn. Có chừng nóng nha con. Khỏi. Còn nóng mới chiên nước mắm ra. Có nóng đấy. Ăn thử đi. Không, con ăn cái này chứ. Ôi, bây giờ bỏ cá trích vô nhúng luôn rồi. Tỉnh đó mới làm quen với cái món sashimi. Mới làm quen hả? Mới làm quen. Nghĩ là nên qua ở với cô một thời gian thì con sẽ thành thạo hơn. Hôm nay mua cho ly trà sữa xong thấy bẽn lẽn hẳn luôn á. Nhưng mà răng ánh cua đang nước mắm vậy hả? Nước chấm độ nước mắm á, tại này chiên nước mắm mà phải không? Không biết là cô chiên nước mắm hay là chiên không, thì vì mình đang ăn không này, để cho mọi người xem là cái thịt nó thế nào. Mà mực ngọt cực kỳ giòn luôn, ngọt luôn. Mực dẻo. Mực dẻo ba nắng. Mình phơi 3 nắng trong vòng 8 đến 10 tiếng. Sau đó thì mình sẽ đóng gói vào size này là loại 1, 6 con 1 ký. Ánh cua ăn thử cái mình đi. Xem nó khác như thế nào. Đây, cô cho con này. Cái rau. Cái rau thì cái độ giòn nó cao hơn, mình lại sợ ánh cua lại đi làm răng nữa. Không. Mực này không có dai đâu mà giòn. Cái này á là cô chiên là vừa vàng hơi này, Diễm là Diễm thích đó, là nó nhiều khi là nó còn vàng hơn nữa. Mọi người ăn cái này là hơi thiếu nha. Lẽ ra là sẽ có muối ớt xanh hoặc muối ớt đỏ này, hoặc là mình chấm với tương ớt, hoặc là cái này mà bỏ thêm ít rau củ vô nữa xào cũng ngon. Cái mình ăn từ cái rau lần xuống tới cái mình. Để bạn ánh cua ăn rồi bạn ánh cua nói một câu khách quan cho mình nghe xem thử thế nào nha. Thấy độ kiểu quẩy của miếng mực ngon không con? Ngon. Món gì ngày hôm nay chả cũng nói ngon hết á. Tại vì hôm nay ăn khô của ánh cua không à, bữa nay được ăn hải sản của Phan Diễm. Lạ miệng. Sao? Mực này ăn xong thì nếu mà ánh cua để ý kỹ á, cái hậu ngọt của nó còn lại đúng không? Mình nhai xong rồi mình vẫn còn cảm nhận được cái hậu ngọt của cái mực. Cái này là dĩa này là nửa ký nha các bạn. Diễm size một gói là nửa ký. Thịnh thích cá trích. Nhưng mà nó thích nhúng lẩu hơi gì đó. Cô
cũng là một gợi ý. Ba miếng đó, ba miếng cho ba đứa thấy không? Chứ Thảo, Thảo ăn lắm. Một mình con hay là ba người? Một mình con. Một mình. Một mình. Lấy hơi lại, lấy hơi lại. Một, hai, ba, vô. Không phải bia mặt giờ cao nhất luôn chứ. Thôi, bia này á, ăn với bạch tuộc với lại cái mực này là hết sảy con bà Bảy luôn. À. Nè, tôi chén đi, Út qua lấy cho. Để không thôi lát nó dài. Đấy, mọi người, con bạch tuộc này đó chỉ có một ký mấy thôi nha. Con bạch tuộc này con bạch tuộc nhỏ đó. Nhưng mà ăn mà bao ăn nhiêu nồi lẩu mới hết con bạch tuộc thật này. Thật sự luôn, nó rất là nhiều. Nhưng mà phải cắt mỏng nó mới ngon ha. Đúng rồi, bạch tuộc này là các bạn để ý dùng Diệm là cắt mỏng nha. Cắt chéo á, cắt chéo và cắt mỏng thôi, cắt dày quá nó không ngon. Hôm trước Ánh Cua có mua bạch tuộc làm cái món là nướng giấy bạc cũng với rau củ của cái bào ngư nè, cũng rất là ngon lắm. Nhưng mà đặc biệt là có nước sốt của Nhật nha. Ừ. Rất là, nói chung là nó đúng bài luôn á. Bữa nay nhúng lẩu giấm hơi kiểu Việt Nam chút xíu. Sẵn đây thì xin chia sẻ một xíu là với khởi đầu cho sự nghiệp kinh doanh hải sản của Diễm thì con bạch tuộc là mặt hàng đầu tiên Diễm bán, và Diễm nghĩ rằng chỉ bán bạch tuộc thôi. Nhưng mà sau đó thì nói chung là không bây giờ vẫn bán nhiều, nhưng ý là lúc thời điểm mà khởi điểm á thì mình chỉ có lấy duy nhất cái dòng bạch tuộc thôi, và rất là vui vì mọi người vẫn bây giờ vẫn hay gọi là Diễm bạch tuộc ấy. Mình rất là tự tin với cái dòng bạch tuộc sản phẩm mà mình đang bán luôn. Xin phép các bạn 30 giây quảng cáo. Ánh Cua thì bán cua, Diễm bạch tuộc là bán bạch tuộc. Nhưng mà thật sự là cái này không? Nó giòn á, Diễm để nãy giờ nó không có dai nhưng mà vậy nó hả? Vẫn còn giòn. Đó là do mình thái mỏng á. Chấm với nước tương Nhật luôn nè. Vẫn còn giòn. Ok không? Đãi cái răng không? Đãi cái răng luôn ha. Bữa nay test răng mới luôn. Khách của Diệm này hay mua về cũng hay nướng, nướng sa tế. Xào với mì nè, xào rau củ, nhưng mà thật ra Diệm lại không thấy không thích xào lắm. Mình thấy ăn sashimi là với lại hoặc là làm lẩu, nhúng lẩu là nó ngon. Là gọi là đỉnh, hoặc là nướng ướp sa tế một xíu là nướng được. Phạm Dũng cũng hay order bạch tuộc của Diễm về để xào mì nhá. Diễm bán bạch tuộc chắc chưa biết cái nhận biết này. Sao? Cắn lắm. Sao? Để biết con bạch tuộc nó tươi á là nhìn cái nước lẩu mà mình nhúng á, cái nước mà một lát nhúng mà nó đỏ ao lên vậy nè là con bạch tuộc nó tươi. Mực cũng vậy nữa. Tất cả các loại mực và bạch tuộc mà cái nước lẩu vậy là ok. Gì không à chị? Hôm nay chị dùng sản phẩm bên em thì chị thấy thế nào ạ? Bạch tuộc tươi, giòn, ngọt, ngon. Nói chung là mai mốt là mua thường xuyên hải không? Sản của Phan Diễm. Không có thường xuyên nhưng mà sẽ mua bạch tuộc, ưu tiên mua bạch tuộc. À, Tết này có đặt hàng nhiều, số lượng nhiều thì cứ báo trước nha để chuẩn bị. Đặt bà chủ qua đây cắt bạch tuộc nha. Ai mọi người nhớ nha, thái lát mỏng thôi. Trời ơi, nãy giờ muốn ăn gần hết rồi á. Nói chung là hôm nay khá là vui vì thấy Thịnh có vẻ là khá là thích cái món cá chích với bạch tuộc. Con no chưa? Ăn như đây no. Ăn như đó nữa là no hả? Ăn bạch tuộc nó không để cô cắt. Vô Diễm ơi. Không, đổ là đó là sự may mắn. Nước có nước. Giống như mình đang suy nghĩ là giống như cái cảnh này nè, vừa đã xảy ra trong quá khứ rồi. Uống đi. Mày ngon rồi. Thế còn mấy miếng này thì sao? Ăn tiếp. Ăn nổi nữa không? Ăn 3 miếng nữa là hết rồi. 3 miếng nữa là hết cái lẩu luôn đó không? Nãy giờ sao? Cái miếng này nó đã treo hết một con mực rồi. Hãy nhận biết bạch tuộc á.
là nguyên cái bữa ăn ngày hôm nay thì anh cua thích nhất là bạch tuộc nè, kế là bào ngư Úc đó, hai món. Thịnh thì thích cá chích ép trứng nhúng vô trong cái lẩu bạch tuộc mức độ vậy đó, rồi thích ăn bạch tuộc. Còn Diễm thì chắc là thích nấu bún bò rồi. Hỏi câu khó quá. Thật sự mà không phải là mình cứ nói đi nói lại là Diễm, ngoài cái bạch tuộc ra thì thi thoảng á, được cái là khán giả hay hỏi là mình đợt này là có món gì mới không, thì Diễm lại rất là ưng cái mực này luôn. À, đây cái này thì mình lên đi lát uống bia với cái đó. Thôi vô luôn đi, vô luôn đi rồi. Tại vì cái này thì mới mặt hàng mới nên là Diễm cũng chưa có dịp review chi tiết cho các bạn xem được. Thì hôm nay là giới thiệu lần đầu trên kênh của Ánh Cua luôn. Thì sắp tới mà ổn định thì mình sẽ làm clip review về cái này. Uống bia mà bị mắc nghiện ta. Thì làm một hớp nữa. Là hôm nay rất là cảm ơn Ánh Cua vì một bữa ăn đã mời Diễm qua đây để cùng thưởng thức hải sản. Thực ra là Diễm bán nhưng mà cũng ít khi nào được ăn luôn các bạn. Nên là tụi sang ăn rất là vui. Cảm ơn bạn Ánh Cua và cảm ơn khán giả trên kênh của Ánh Cua nha. Và bữa nay đặc biệt thì rất là ấn tượng với những cái món hải sản cấp đông nha, nhưng mà ăn rất là tươi và nó ngọt và giòn. Rất là lần sau mong là order bạn Diễm mua một tặng một, giống như là đã hứa là mua một ký bào ngư Úc tặng một ký bào ngư Hàn, bạn nhớ nha. Riêng với Ánh Cua chỉ áp dụng cho Ánh Cua nha các bạn. Con nữa hả? Con là cô sẽ tặng kèm cái ồ cá chích, thích cá chích. Ok ok. Rồi. Nếu mà các bạn thích video này thì cho Ánh Cua xin một like, và những ai chưa subscribe kênh của Ánh Cua hãy subscribe cho kênh Ánh Cua để không bỏ lỡ những video sắp tới. Còn bây giờ thì Ánh Cua, Phan Diễm Vlog và cô Thịnh xin chào mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ôi trời ơi.